Phẩm thứ tiếp theo, đại từ đại bi. Hỏi: thế nào gọi là đại từ đại bi? Đáp: đại từ và đại bi là hai tâm đức rộng lớn của chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Đại từ là đức từ rộng lớn, thường niệm hết thảy chúng sanh, giúp đỡ và đem lại niềm vui cho hết thảy chúng sanh. Đại bi là đức bi rộng lớn, thương xót hết thảy chúng sanh, cứu khổ cho hết thảy chúng sanh, độ chúng sanh ra khỏi ngục tù ba cõi. Trước đây cũng đã có nói Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật phải tu bốn vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Từ là thương nhớ, ban vui như bà mẹ hiền thương con, làm đủ mọi việc để cho con mình được vui. Bi là thương xót cứu khổ như cha thấy con bị lao tù, tìm đủ mọi cách để cứu thoát con ra khỏi chốn đau khổ. Hỏi: thế nào là tiểu từ tiểu bi? Đáp: ở nơi bốn vô lượng tâm, từ chỉ là tiểu từ, bi chỉ là tiểu bi. Ở nơi 18 bất cộng pháp, từ mới là đại từ, bi mới là đại bi. Ở nơi tâm của phàm phu, của hàng thanh văn, từ chỉ là tiểu từ, bi chỉ là tiểu bi. Ở nơi tâm của chư Phật và chư Đại Bồ Tát, thì từ mới là đại từ, bi mới là đại bi. Hỏi: vì sao nói Bồ Tát hành đại từ đại bi? Đáp: từ và bi, nơi đại thừa Maha Diễn gọi là đại từ đại bi, hàng thanh văn do nặng về tự lợi hơn lợi tha, nên dù có thương nhớ chúng sanh nhưng chưa thật sự đem lại sự an vui cho họ, dù có thương xót chúng sanh nhưng chưa thật sự cứu họ ra khỏi chốn khổ đau. Do vậy chỉ mới có tiểu từ tiểu bi mà thôi. Chư Đại Bồ Tát do tâm lợi tha rộng lớn nên thương nhớ chúng sanh, đem lại niềm vui cho hết thảy chúng sanh, thương xót chúng sanh, độ họ ra khỏi các khổ. Do vậy mà từ bi của Bồ Tát mới gọi là đại từ đại bi. Từ bi của Phật là đại từ bi khởi sanh 10 lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp. Từ bi của Phật là đại pháp có oai lực phá tan ba đường ác, ban cho chúng sanh ba thứ vui là vui ở cõi người, vui ở cõi trời, vui ở niết bàn. Tâm từ bi của Phật rộng lớn, biến khắp cả 10 phương, thông suốt cả ba đời, thường niệm hết thảy chúng sanh, đến những côn trùng nhỏ bé cũng chẳng bỏ sót. Bồ Tát hành đại từ đại bi, phát nguyện độ hết thảy chúng sanh ra khỏi ba đường ác. Vì lợi ích cho chúng sanh, Bồ Tát thường hành đại bố thí, chẳng hề thối chuyển, chẳng hề tiếc thân mạng mình, để đem lại cho chúng sanh đầy đủ các phước lạc thiền định, nhằm dẫn họ vào đạo giải thoát. Hỏi: tâm Phật rộng lớn vô lượng vô biên, sao chỉ nói đến hai tâm đại từ và đại bi mà thôi? Đáp: tất cả công đức của Phật đều là đại rộng lớn vô lượng vô biên cả. Đại từ đại bi là hai tâm đức rộng lớn trong vô lượng vô số tâm đức của chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Bồ Tát vì thấy chúng sanh thọ vô lượng khổ đau, tâm và thân đều khổ nên phát tâm đại từ đại bi. Bồ Tát vì thương xót chúng sanh nên trải qua vô lượng đời ra vào sanh tử mà chẳng hề nhàm chán, dạy cho chúng sanh tu chứng niết bàn mà chính mình vẫn chẳng nhập niết bàn. Bồ Tát tuy đã được Phật đạo, đã thành tựu vô lượng thậm thâm giải thoát mà đều xả tất cả để sống hòa mình với chúng sanh, dùng mọi thí dụ, mọi nhân duyên nói pháp. Lại nữa, Bồ Tát do có tâm đại từ đại bi mà giữ được tâm thường bất động, chẳng có sân nhuế, chẳng có oán giận trước sự mắng nhiếc phỉ báng hành hung của kẻ khác, cũng như chẳng tỏ sự vui mừng trước sự tôn kính tán thán cúng dường của mọi chúng sanh. Phật vì lợi ích chúng sanh mà trong vô lượng kiếp đã khéo làm những việc rất khó làm chưa từng thấy ở thế gian. Trong kinh Bổn Sanh có kể mẩu chuyện vua Thi Tỳ, tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, đã chẳng tiếc thân mạng, tự cắt thịt mình trao cho chim ưng để cứu mạng một con chim bồ câu nhỏ bé. Xem thêm quyển 4 ở bộ luận này. Việc làm này đã khiến các hàng trời rồng quỷ thần xưng tán, khiến mặt đất dấy lên 6 điệu chấn động. Như vậy gọi là tâm đại từ đại bi. Hỏi: ở nơi thâm thiền định có vô lượng công đức trí huệ nên chẳng được gọi là đại từ đại bi, nhưng dùng công đức trí huệ để nói pháp độ sanh, sao lại chẳng gọi là Bồ Tát đại từ đại bi? Như vậy tướng của đại trí huệ và tướng của đại từ bi sai khác nhau như thế nào? Đáp: tướng của đại trí huệ rất khó thấy khó biết, chẳng có thể dùng tư duy suy lường mà biết được trí huệ. Trí huệ của Phật rất vi tế nhiệm màu, đến ngày Xá Lợi Phất cũng chẳng có thể rõ biết được, huống nữa là hàng phàm phu. Còn tướng của đại từ bi dễ thấy dễ biết, ví như trước cảnh Bồ Tát xả thân để cứu mạng người khác,
thì những ai trông thấy đều rõ biết tâm đại từ đại bi của Bồ Tát vậy. Bởi nhân duyên vậy nên phàm phu dễ tín thọ từ bi, còn trí huệ thì chỉ những người đã được đạo mới tín thọ được vậy. Ví như trẻ con thích uống các thứ thuốc ngọt, không thích uống các thứ thuốc đắng. Chỉ có người trí mới biết được tánh của các thuốc hay, dù đắng nhưng uống vào sẽ chóng lành bệnh. Tướng của đại từ đại bi là thường niệm tưởng, thường thương xót chúng sanh, thường ban vui cứu khổ cho chúng sanh, cho nên thường duyên bốn vô lượng tâm của Phật và Bồ Tát. Phật là đấng đại từ đại bi đại trí, Phật dùng đại từ đại bi để nhiếp độ chúng sanh mà chẳng có chấp tướng từ bi, khác hẳn với đại từ đại bi trong pháp của ngài Maha Kachin. Vì sao? Vì ngài Maha Kachin diễn bày đại từ đại bi qua sự tướng nên chỉ là pháp hữu lậu vậy. Hỏi: Hoa sen phải từ nơi bùn lầy vươn lên, như vậy đại từ cũng phải từ nơi hữu lậu mới có được. Như vậy vì sao nói đại từ đại bi là căn bản pháp, là vô lậu pháp, chẳng phải là hữu lậu pháp? Đáp: Bồ Tát tuy chưa thành Phật nhưng chẳng còn dụng tâm hữu lậu khi hành đại từ đại bi. Vì sao? Vì hành đại từ đại bi với tâm hữu lậu là có lỗi lầm vậy. Thành Phật và Bích Chi Phật vì chưa được vô ngại giải thoát, vì ở nơi thiền định còn nhiều chỗ nghi nên vẫn còn thích hữu lậu. Phật và Bồ Tát chẳng phải như vậy, nên tâm đại từ đại bi của Phật và Bồ Tát là thuần vô lậu. Hỏi: Phật vì chúng sanh mà khởi đại từ bi tâm, như vậy nếu chẳng dùng hữu lậu thì làm sao độ thoát chúng sanh được? Đáp: Trí huệ của Phật chẳng thể nghĩ bàn được, dù thường ly chúng sanh mà vẫn thường dùng tâm đại từ đại bi để nhiếp độ chúng sanh. Vì sao? Vì ở trong khắp mười phương, tâm cầu tướng của chúng sanh là bất khả đắc. Bởi vậy nên Phật dùng tâm đại từ đại bi để nhiếp độ chúng sanh mà chẳng có chấp thủ tướng chúng sanh. Trong kinh nói rằng khi Bồ Tát Vô Tận Ý hỏi Phật: Từ tâm có bao nhiêu duyên? Phật dạy có ba duyên, là duyên chúng sanh, duyên pháp và vô duyên. Chỉ có Phật mới hành được cả ba duyên. Vì sao? Vì tướng chúng sanh là rốt ráo bất khả đắc. Bởi vậy nên nói các bậc nhất thiết trí đã đoạn sạch các lậu, nên thường dùng hữu lậu để độ sanh mà vẫn thường ở nơi tánh vô lậu. Hỏi: Trí vô lậu duyên được hết thảy các chỗ hay còn có chỗ chẳng duyên được? Đáp: Trí vô lậu duyên được hết thảy pháp vô lậu cũng như hữu lậu. Hỏi: Vì sao trí vô lậu duyên được các pháp hữu lậu? Đáp: Bồ Tát tuy ở nơi tánh vô lậu mà vẫn giữ dư tàng hữu lậu để làm lợi ích cho chúng sanh, nên vẫn duyên được các pháp hữu lậu. Pháp hữu lậu chỉ là pháp đối đãi, do đối đãi nên mới có phân biệt, có suy lường, mới cân nhắc hơn thua phải trái, như lấy cân mà đo lường các vật vậy. Trí hữu lậu chỉ duyên được các pháp hữu lậu, còn trí vô lậu duyên nhiếp hết thảy các pháp hữu lậu cũng như vô lậu. Hỏi: Vì sao trí vô lậu lại duyên nhiếp được hết thảy các pháp hữu lậu và vô lậu? Đáp: Các pháp hữu lậu chỉ là giả danh, là hư dối, chẳng thật có nên chẳng phải là pháp chân thật. Trong kinh Đại Thừa Maha Diễn, sau khi nói đầy đủ về 10 trí rồi, còn nói thêm trí thứ 11 là như thật trí. Đây là trí như thật biết tổng tướng và biệt tướng của hết thảy các pháp vô ngại. Khi 10 trí kia đã vào trong như thật trí thì được hòa đồng với như thật trí thành một trí duy nhất, gọi là vô lậu trí. Ví như nước từ trong sông chảy dồn vào biển, hòa đồng với nước biển trở thành nước biển cả vậy. Ngoài ra cũng nên biết đại từ đại bi của Phật có đầy đủ các tam muội như tam muội phương tam muội, sư tử du hí tam muội, vân vân. Phẩm thứ nhất tiếp theo: đạo trí huệ, đạo đạo chủng huệ. Kinh: Bồ Tát Ma Ha Tát muốn được đầy đủ đạo trí huệ, đạo chủng huệ phải tu tập bát nhã ba la mật. Muốn dùng đạo trí huệ để được đầy đủ đạo chủng huệ phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận: Có rất nhiều đạo môn phân biệt như sau. Một đạo môn: đạo duy nhất hướng về niết bàn, ở trong thiện pháp thân tâm không phóng dật, nhất tâm niệm đạo. Hai đạo môn: có rất nhiều nhóm hai đạo môn như thiện và ác, thế gian và xuất thế gian, định đạo và huệ đạo, hữu lậu đạo và vô lậu đạo, kiến đạo và tu đạo, học đạo và vô học đạo, tín hành đạo và pháp hành đạo, hướng đạo và quả đạo, tín giải thoát đạo và huệ giải thoát đạo, vân vân. Nói rộng có vô lượng hai đạo môn. Ba đạo môn: có rất nhiều nhóm ba đạo môn như địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ngay trong đạo súc sanh cũng có ba là địa hành, thủy hành và không hành. Ngay trong đạo quỷ thần cũng có ba là bất tịnh quỷ, thần quỷ và ngạ quỷ. Lại có thiên đạo, đạo trời, nhân đạo, đạo người và niết bàn đạo. Ngay nơi loài người cũng có ba hạng là người thọ dục và hành ác.
Người thọ dục mà chẳng hành ác, người chẳng thọ dục cũng chẳng hành ác. Ngày nơi loài trời cũng có ba hạng là trời cõi dục, trời cõi sắc và trời cõi vô sắc. Niết bàn cũng có ba bậc là Niết bàn Thanh Văn Đạo, Niết bàn Bích Chi Phật Đạo, Niết bàn Phật Đạo. Lại có ba thừa giáo là Thanh Văn Thừa, Bích Chi Phật Phật Thừa và Bồ Tát Thừa. Ngài trong Thanh Văn có ba đạo là học đạo, vô học đạo và phi vô học đạo. Ngài trong Phật đạo cũng có ba là Ba La Mật Đạo, Phương Tiện Đạo và Tịnh Thế Giới Đạo. Lại có ba cấp tu là Sơ Phát Ý Đạo, Tu Thiện Đạo và Thành Tựu Tịnh Thế Giới Đạo. Lại có ba lối tu là Tu Giới Đạo, Tu Định Đạo và Tu Huệ Đạo, vân vân. Nói rộng có vô lượng ba đạo môn. Bốn đạo môn có rất nhiều nhóm bốn đạo môn như có Phàm Phu Đạo, Thanh Văn Đạo, Bích Chi Phật Đạo và Phật Đạo. Có bốn thánh đế gồm Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Có bốn quả sa môn là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Có bốn niệm xứ gồm thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ và pháp niệm xứ. Có bốn chánh cần gồm ác đã sanh khiến đoạn dứt, ác chưa sanh khiến đừng cho sanh, thiện đã sanh khiến thêm tăng trưởng và thiện chưa sanh khiến được sanh. Có bốn vô lượng tâm gồm từ bi hỷ xả vô lượng tâm. Có bốn tăng thượng đạo là dục tăng thượng đạo, tinh tấn tăng thượng đạo, tâm tăng thượng đạo và huệ tăng thượng đạo. Có bốn trường hợp tu đạo là đời nay vui mà tu đạo, vì nhàm chán sanh tử mà tu đạo, vì vô lậu mà tu đạo và vì phân biệt huệ mà tu đạo. Nói rộng có vô lượng bốn đạo môn, năm đạo môn có rất nhiều nhóm năm đạo môn như có năm đạo chúng sanh là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người và trời. Có năm vô học đạo là giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Có năm cõi tịnh cư thiên là vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên và sắc cứu cánh thiên. Có năm thừa đạo là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, bích chi phật thừa và bồ tát thừa. Có năm phân biệt đạo là phân biệt sắc pháp đạo, phân biệt tâm pháp đạo, phân biệt tâm số pháp đạo, phân biệt bất tương ưng hành đạo và phân biệt vô vi đạo. Có năm thứ đoạn đạo là khổ đế đoạn đạo, tập đế đoạn đạo, diệt đế đoạn đạo, đạo đế đoạn đạo và tư duy đoạn đạo. Lại có năm dục thiên đạo, năm như pháp ngữ đạo, năm phi pháp ngữ đạo, vân vân. Nói rộng có vô lượng năm đạo môn. Sáu đạo môn có rất nhiều nhóm sáu đạo môn như có sáu chủng đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời và Atula. Có sáu trần đạo, sáu trần hòa hợp đạo, sáu thần thông đạo, sáu a la hán đạo, sáu định đạo, sáu ba la mật đạo, vân vân. Nói rộng có vô lượng sáu đạo môn. Bảy đạo môn có rất nhiều nhóm bảy đạo môn như có bảy giác chi, bảy địa vô lậu đạo, bảy tưởng định đạo, bảy tịnh đạo, bảy thiên nhân đạo, bảy pháp phước đạo, bảy trợ định đạo, vân vân. Nói rộng có vô lượng bảy đạo môn. Tám đạo môn có rất nhiều nhóm táo đạo môn. Tám đạo môn như có tám thánh đạo, tám giải thoát đạo, tám bối xả, vân vân. Nói rộng có vô lượng tám đạo môn. Chín đạo môn có rất nhiều nhóm chín đạo môn như có chín thứ đệ định, chín a la hán đạo, chín bồ tát địa, chín phương tiện ba la mật để độ thoát chúng sanh và tịnh phật quốc độ, vân vân. Nói rộng có vô lượng 9 đạo môn. 10 đạo môn có rất nhiều nhóm 10 đạo môn như có 10 vô học đạo, 10 tưởng đạo, 10 nhất thiết xứ, 10 thiện đạo, 10 bất thiện đạo, 10 địa Bồ Tát, vân vân. Nói rộng hơn nữa có 162 nhóm đạo môn dẫn đến có vô lượng nhóm đạo môn. Biết rõ hết thảy các đạo môn thì gọi là tận trí biến chi, như vậy gọi là đạo chủng huệ. Hỏi: Bát Nhã Ba La Mật là đạo môn bậc nhất của Bồ Tát, chỉ là một tướng nhất tướng, là chẳng có tướng vô tướng, vì sao nay lại nói đến nhiều đạo môn như vậy? Đáp: tất cả các đạo môn cũng chỉ là một, là thật tướng pháp cả. Người sơ học phải học qua các đạo môn rồi sau mới có thể quy tất cả về một tướng duy nhất, nhất tướng, mà chẳng cần sanh các niệm sai biệt. Cũng như đến thời kiếp tận thì lửa thiêu đốt tất cả, khiến tất cả đều trở thành hư không. Bồ Tát dẫn đạo chúng sanh nên phải học hết thảy đạo môn thế gian và xuất thế gian vậy. Hỏi: vì sao Bồ Tát ở nơi nhất tướng mà còn phân biệt được các đạo môn thế gian và xuất thế gian? Đáp: thế gian do ước tưởng điên đảo mà phân biệt các pháp có đối đãi có sai khác, mà chẳng biết rằng hết thảy các pháp đều là như mộng như huyễn, đều là tự tướng không. Ở nơi vô tướng và vô tác mà các căn trần thức hòa hợp duyên khởi sanh ra có các pháp, rồi phàm phu điên đảo chấp đắm vậy thôi. Như vậy
là do bị lưới đã kiến bủa vây mà phàm phu điên đảo chấp các tướng để phải chịu qua lại mãi trong các nẻo đường sanh tử. Hỏi thế nào gọi là xuất thế gian? Đáp như thật biết hết thảy các pháp là xuất thế gian. Vì sao? Vì người trí rõ biết thế gian và xuất thế gian đều là bất khả đắc cả. Chỉ vì do đối đãi mà có phân biệt giữa thế gian và xuất thế gian, nhưng cả hai đều chẳng có định tướng, đều là bất khả đắc cả. Người tu hành chẳng chấp thế gian mà cũng chẳng chấp xuất thế gian, nên phải được ái mạn, khiến chẳng còn cùng với thế gian đấu tranh vậy. Vì sao? Vì người tu hành biết rõ thế gian là hư dối nên chẳng sấy tâm phân biệt, rõ biết năm ấm là giả hợp, là bất khả đắc, chẳng từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu. Người tu hành quán năm ấm là vô tướng, là vô tác, như vậy gọi là xuất thế gian. Lại nữa, người tu hành quán thế gian và xuất thế gian đều là bất khả đắc, quán trong hợp có ly, trong ly có hợp, nên chẳng có niệm tưởng phân biệt thế gian và xuất thế gian, như vậy gọi là xuất thế gian. Người tu hành chẳng xả thế gian mà cũng chẳng chấp xuất thế gian, mới thật sự vào trong xuất thế gian đạo. Lúc bấy giờ cả hai đạo hữu lậu và vô lậu đều hòa đồng với nhau, đều trở thành nhất tướng, thành vô tướng vậy, như vậy gọi là đạo chủng huệ. Kinh: muốn dùng đạo chủng huệ để được đầy đủ các nhất trí, phải tu tập bát nhã ba la mật. Muốn dùng nhất thiết trí để được đầy đủ nhất thiết chủng trí, phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận: hỏi nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí khác nhau như thế nào? Đáp: tuy đồng nhưng cũng có sai khác. Nhất thiết trí nhất về tổng tướng, nhất thiết chủng trí nhất về biệt tướng. Nhất thiết trí là nhân, nhất thiết chủng trí là quả. Nhất thiết trí nhằm tổng phá hết thảy pháp trong vô minh, nhất thiết chủng trí quán từng pháp riêng biệt, phá hai từng pháp riêng biệt nhằm tận phá vô minh. Ví như nhất thiết trí quán cả bốn đế, nhất thiết chủng trí quán từng đế riêng rẽ. Lại như nhất thiết trí quán khổ đế, biết rõ tám tướng khổ ở nơi hết thảy chúng sanh. Nhất thiết chủng trí quán từng loại chúng sanh chịu khổ. Lại như quán chung cả sáu căn sáu trần, sáu thức nhiếp về nhất thiết trí, quán riêng rẽ từng căn trần thức nhiếp về nhất thiết chủng trí. Chỉ vị A La Hán rõ biết tổng tướng của các pháp, như rõ biết về vô thường, về khổ, về không, về vô ngã, rõ biết về 12 nhập, về 18 giới, vân vân, gọi là được nhất thiết trí. Tuy nhiên hàng thanh văn khó có thể biết được hành nghiệp của mỗi người trong ba đời, cũng chẳng có thể biết được hành nghiệp của hết thảy chúng sanh trong cõi diêm phủ và rộng hơn nữa trong 3.000 đại thiên thế giới, chẳng có thể biết được ngôn ngữ của các loài, chẳng có thể biết được do duyên gì mà chúng sanh có quả báo tốt hay xấu, sang hay hèn, giàu hay nghèo, do duyên gì mà chúng sanh được phước hay bị tội, do duyên gì mà chúng sanh được đạo hay bị đọa vào ba đường ác, vân vân. Như vậy hàng thanh văn ở ngày nơi pháp hiện tiền còn chẳng có thể hay biết đầy đủ, thì làm sao có thể biết được thâm nghĩa của các tâm và tâm xả pháp, biết được hết thảy thiền định trí tuệ cùng hết thảy các pháp. Bởi vậy nên hàng thanh văn chưa có được nhất thiết chủng trí, chỉ có Phật mới tận biết hết thảy các pháp, nên chỉ có Phật mới được gọi là đứng nhất thiết chủng trí mà thôi. Các hàng thanh văn bích chi Phật chỉ có được nhất thiết trí, vì ở nơi các pháp chỉ biết được một phần, chưa biết được khắp tất cả, chỉ biết được tổng tướng mà chưa biết được hết cả các biệt tướng của các pháp. Phật là đứng nhất thiết chủng trí, như thể biết tất cả tổng tướng và biệt tướng của hết thảy các pháp. Hết quyển 27.